Ai Nguyễn Khắc xin mến chào bà con cô bác nha. Mấy ngày hôm nay thì trên vuông nuôi tôm của gia đình mình đó bạn, đang mở ra cái một cái đợt khai thác cây đước nè, cho nên mình sẽ ghi lại cái công việc khai thác cây đước với những cái cổ máy cưa thiệt là bén, thiệt là ngót cho mọi người xem chơi nha. Trời mới vừa sáng là mấy anh thợ khai thác này anh chuẩn bị đi làm rồi nè mọi người. Còn đây là cái đống cây đước mà mấy anh đã cắt và chở vô được một mớ nè mọi người. Cây đước này nó cứng lắm nha, nó chắc lắm. Vậy mà cái máy cưa nó cắt như là cắt chuối vậy bạn. Trong thời gian khai thác cây thì mấy anh cầm liều với ở với ghe chứ không có cất nhà bạn này. Khi nào mình làm xong mới vui mình cái bắt đầu anh mới cuốn liều đi chỗ khác làm tiếp. Mới sáng sớm mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây nữa là mấy ảnh đi làm rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài rừng để coi mấy ảnh cắt cây nha. Mọi người thấy ảnh cắt điệu nghệ không? Ảnh cầm cưa như là một vũ công cầm quạt vậy. Cái này mình kêu bằng múa cưa chứ không phải là múa lửa nha anh em. Cái cây đước này bản thân nó nhiều trang lắm bạn. Khi mình hạ hết cái trang nó đầu khúc dưới á, phần gốc nó nhỏ xíu à. Thì cây đước này cái trang nó có tác dụng là để chống chổi cho cây nó đứng vững thêm đó, với nó cũng có rễ đang hút chất dinh dưỡng lên để nuôi cây nữa. Dùng Cà Mau mình cây đước cây mắm nó nhiều lắm bà. Cây đước thì mình còn bán được chứ còn cây mắm mà cho người ta còn không lấy nữa. Mấy cây này mình trồng đâu 12 năm mà 12 năm mình mới khai thác được nè. Lúc trước khai thác cây lớn dữ lắm, cây to bự mà lúc đó không có làm YouTube cho nên không có quay lại coi. Giờ cây nhỏ mình cũng bán, giá rẻ cũng bán luôn mà. Trong thời điểm cuối năm 2020 này giá nó không có được cao, nhưng cũng phải bán tại vì mật độ cây trong vuông quá nhiều. Nó rụng lá xuống nó thối vuông, thối nước đó các bạn. Cho nên là mấy năm nay vuông mình thất, không có tôm cua gì nhiều so với những cái miếng vuông kế bên. Cho nên là dù cho cây rẻ cũng phải bán cho bớt cây bạn ơi. Mấy cái anh thợ khai thác này đa số là mấy anh chọn máy bãi Nhật không à bạn, ví dụ như Shingu, Echo được. Thỉnh thoảng thì có anh này thì anh xài cái cây Estin nè, cây này cũng mạnh nữa, nghe nó của Đức gì đó. Anh còn một cây cưa cũng hiệu này nữa mà nó cái tiếng nó nhỏ lắm, bô nó giảm âm tốt, nghe tiếng nhỏ xíu chứ không phải la làng như mấy Echo Shingu rồi. Còn mấy bạn ở đằng kia thì gốc nhánh nhỏ nhỏ với chặt ngọn. Anh nào cầm máy thì chủ yếu là anh hạ với cắt ra cho nó cục cục lại, nó dễ vận chuyển ra ngoài bãi mọi người. Sau khi khai thác xong thì cái mặt đất nó có mấy cái trang mà mình cắt ngang nó lú lú lên đó mọi người. Nếu đi kiểu này mà không có kỹ thuật đó là vô tình mình tạo ra cho mình vài cái hậu môn mới tinh luôn á, chứ không phải giỡn đâu nha. Và bây giờ mình sẽ qua xem cái hộ này khai thác nè mọi người. Bên đây thì cũng giống như bên kia, một người thì móc cho cây nó ngã đúng chiều theo ý muốn ha, một người thì cưa, còn một chị đằng kia thì dọn cây dọn nhánh rồi. Anh này thì anh dùng cái cây Shingu này, cây này tiếng lớn lắm,
mình tốt cái âm thanh nó lại, chứ nếu mà để nguyên bản là thí dụ như anh em đang ngồi trong phòng hay đang ngồi ở gần nhà trẻ em đang ngủ đó thì sẽ rất là ồn, chịu không nổi luôn anh em. Cái số cây trong vuông mình người ta mua về chủ yếu để làm củi hầm than là bao, cho nên không có quy định là phải cắt được bao nhiêu mét hết, muốn cắt như cắt. Ghe này chắc bự hơn ghe con thầu không hả chú? Ghe thầu hả? Bự hơn nhiều. Có 3 mấy tấn rồi, 31 rồi. Chiếc này có nhiêu tấn? Này có 5 mấy rồi. 5 mấy rồi chứ củi đoạn thì 5 tấn hả? Cái đống đó hổm khai tha nó khai thầu 6 tấn gì? Nhiều. 6 tấn. Vâng. Không biết trời biết trên này hả, trên này còn nhiêu mình không biết nè. Bữa nay mình trả tới đâu chú? Trở về bên huyện chặn thời quá, ở huyện về lò cũng đúng thầu. Ông chờ bến chắc ông hầm than ha. Ừ. Nó có chục cái lò nữa mà, mình thêm ba cái nữa. Của này đi phòng hẹp thì không đi được. Nếu đi phòng hẹp thì cũng hầm than đó. Công nhận mình khâm phục mấy anh này thì dữ thiệt luôn á mọi người. Bình thường mình vác chỉ cần một khúc thôi là cái tấn xương dai rồi đau dữ dội luôn. Vác không có được, nhưng mà mấy anh này vác là cái đống vậy đó. Bái phục thiệt chứ. Video của mình đến đây là tạm dừng ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye mọi người nha.